Bác sĩ ơi, người huyết áp thấp thì nên ăn gì? Huyết áp thấp thì hay gặp trong nhiều bệnh, ví dụ như là các bệnh lý gây ra thiếu máu này, rồi các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Lúc này điều quan trọng là chúng ta phải điều trị theo nguyên nhân. Những người huyết áp thấp thì trái ngược lại với những người huyết áp cao là chúng ta cần phải ăn mặn hơn một chút. Thứ hai là nho khô. Thứ ba là rễ cam thảo. Thứ tư là nước chanh. Thứ sáu là hạnh nhân. Thứ bảy là các thực phẩm chứa caffeine ở trong cà phê này, rồi là loại sô-cô-la nóng. Những người mà bị huyết áp thấp mà do thiếu máu, thiếu sắt thì nên ăn thêm những cái thực phẩm giàu sắt như là gan này, sữa, tôm, cá, trứng, gà, thịt nạc, các loại đậu, khoai lang và rau dền. Đồng thời bác sĩ cũng khuyến cáo là những người bị huyết áp thấp thì nên uống đủ cái lượng nước một ngày theo đúng khuyến cáo để tăng thể tích máu và tránh mất nước. Khi cái tình trạng huyết áp thấp diễn biến bất thường và không thể can thiệp hoặc thay đổi thì nên đến ngay bệnh viện để có những phương pháp điều trị thích hợp.